Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bạn người cá sơ sinh mới. Chào bạn, bạn tên là gì? Kim Na. Kim Na. Rồi bây giờ bạn Kim Na biến hình thành người cá cho các bạn nhỏ ở đây xem nha. Bạn Kim Na, đầu tiên là mình sẽ xỏ cái monofin đuôi cá vô cái da trước nè. Đó, vô một bên này nè, bạn Kim Na nè, còn một bên nữa nè. Nhưng mà mai mốt thầy làm cho con màu hồng hay màu xanh vậy? Mai mốt thầy làm cho con màu xanh. Mai mốt thầy làm cho con cái màu hồng nha. Cái này thầy làm hay sao vậy? Đúng rồi. Nhưng mà cái bé này có vào nhà thầy lấy không? Có luôn chứ. Sao làm dữ vậy ta? Gần đây nè. Rồi bây giờ bạn Kim Na, đúng rồi, mang chân mình vô nè. Các bạn thấy bạn Kim Na biến hình thành người cá hay không? Dạ hay. Vỗ tay khen bạn đi. Bạn ấy biến hình người cá rất là lẹ luôn đó. Mới lần đầu tiên biến hình thành người cá mà nhanh như vậy. Được rồi, chừng nào thành người cá tôi sẽ làm một cái chương trình cho em giống vậy nha. Rồi im lặng nghe bạn. Em ơi. Được biết là thầy người ếch Michael Bell đã hướng dẫn cho em bơi ếch rồi đúng không bạn Kim Na? Bây giờ bơi người cá cũng giống như bơi ếch vậy đó, nhưng mà chỉ có giống phần tay thôi. Riêng cái phần chân của mình là bạn phải khép sát chân lại, nâng eo lên nha. Bạn có xem video tôi hướng dẫn khởi động bơi người cá trên bờ chưa? Rồi vậy đứng lên cùng tập với Tiêu nè. Giơ tay thẳng lên, rướn người lên, ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào. Mắt nhìn theo chiều cánh tay nè. Nè hả miệng hít hơi vào nè. Rồi ngậm miệng lại, lắc đuôi. Nâng eo lên, giữ thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Mắt nhìn theo chiều tay nè. Rồi hả miệng ra hít hơi vào, ngậm miệng lại, lắc đuôi giữ thẳng người ra lại, thở ra bằng mũi. Giỏi lắm. Khởi động đúng nha. Hả miệng ra hít hơi vào, lắc eo, đếm 1 2 3 thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào. Yeah! Quá xuất sắc các bạn ơi. Rồi. Mắt nhìn theo chiều cánh tay kìa, ngẩng mặt hả miệng. Đúng rồi, 1 2 3. Wow, từ từ mới biến hình người cá thật sự. Con này là đang tập mà. Khởi động có đúng chưa? Đó, giỏi chưa? Lắc đuôi, 1 2 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Giỏi quá. Em nhỏ xích ra để bạn người cá tập 10 lần chưa các bạn? Dạ rồi. Lẹ dữ vậy. Còn một lần nữa. Lắc đuôi rồi đếm 1, 2, 3 mới thở ra bằng mũi nha. Giỏi lắm, bây giờ tập kết hợp với nước nè bạn ơi. Xoay người lại. Đem mắt kính vào. Thả miệng ra hít hơi vào, úp mặt xuống nước, nín thở, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi. Lắc đuôi, đếm 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi, ngẩng mặt, hả miệng, hít hơi vào. Tập tiếp như vậy nha. Tiêu bắt đầu kiểm tra phần đuôi của bạn nha. Cảm ơn thầy người ếch Michael Bell nha, hướng dẫn đệ tử nè, học quá lẹ, chỉ cái làm được liền. Đó. Các bạn thấy không? Những bạn mà chưa biết bơi á, phải học bơi trước, thì Tiêu mới hướng dẫn mình cá dễ lẹ được. Ha. Bây giờ con chưa biết bơi đuôi cá. Chưa biết bơi đuôi cá phải mua đuôi cá rồi tôi hướng dẫn. Rồi, tốt lắm. Thầy làm đuôi cá sao vậy? Cho làm người cá luôn đi, lanh quá à. Thứ sáu hàng tuần là mấy em người cá tới đây chơi sinh hoạt. Mua đuôi cá em hướng dẫn miễn phí. Còn muốn học cấp bằng quốc tế thì nó dạy theo kiểu khác.
nhưng mà để đi làm việc ở nước ngoài á, ở Việt Nam mình không cần, tại nó chưa có phát triển. Thì bên em bán nhiều giá lắm, nhưng mà cái rẻ nhất cũng 1,2 triệu. Rồi nè, ây da, sao lanh lợi dữ vậy ta? Em muốn làm người cá thì em tránh qua để anh hướng dẫn bạn này, cái bạn này thành người cá trước, rồi sau này rồi em sẽ thành người cá. Rồi kết hợp với tay nha. Đúng rồi, hít hơi vào sâu một chút để người về người dễ nổi. Rồi đúng rồi, đúng rồi, hít hơi vào sâu nha. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Em nhớ thở ra ít thôi, hít vô nhiều mà mình thở ra ít thôi. Tại nếu mà em thở ra nhiều, thấy bong bóng nó bay ra nhiều quá không tốt. Bong bóng bay ra nhiều quá là mình dễ bị chìm, nên mình chỉ thở ra ít thôi ha, nhưng mà mình hít vô nhiều. Rồi, bơi từ đây qua đây, nhớ thả lỏng cái gót chân mình nha, không có gồng nha. Rồi, nâng eo lên cho nó đúng nha. Sau một số bài tập làm quen với chiếc đuôi, thì tôi thấy bạn người cá Kim Na đã bơi đúng cách rồi đây. Các bạn, mua đuôi tiên cá của Tuy Un cũng như vậy, mình phải tập khởi động trước thật là kỹ để thích nghi với việc biến hình thành người cá, thì chúng ta mới bắt đầu bơi thử nha. Mà bơi ở chỗ nước nông, chứ đừng có mua cái đuôi cá thích quá, mặc dù là biết bơi rồi, nhảy xuống nước bơi liền, bảo đảm nguy hiểm lắm. Rồi, chúc mừng bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chỗ nước sâu để tập bơi đường dài. Bạn có bơi đường dài nổi không? Trong khi xem bạn người cá Kim Na bơi á, thì tôi muốn chia sẻ thêm thế này. Hiện tại câu lạc bộ Lan Anh là lò đào tạo người cá của Tuy Un, chuyên nghiệp luôn đó các bạn. Okay. Trong khi bạn người cá Kim Na bơi, tôi muốn chia sẻ thêm điều này. Những bạn mà mua đuôi tiên cá của Tuy Un sẽ được dạy bơi người cá căn bản miễn phí tại câu lạc bộ Lan Anh, là nơi mà tôi sinh hoạt từ trước đến giờ. Và ở đây có những vị thầy dạy bơi kinh nghiệm. Những bạn mà chưa biết bơi thì tôi sẽ gửi gắm cho những vị thầy này hướng dẫn các bạn bơi. Rồi biết bơi rồi qua tôi hướng dẫn dạy bơi người cá miễn phí luôn. Như vậy được không? Bởi vì tôi đã dành 1 năm trước để dạy bơi cho những bạn chưa từng biết bơi mà trở thành người cá, mất rất nhiều thời gian và không hiệu quả cho lắm. Nên các bạn chưa biết bơi mà muốn làm người cá thì phải học bơi căn bản trước. Làm như vậy thì tôi sẽ dễ dàng đào tạo ra được nhiều người cá chuyên nghiệp hơn nữa. Giống như bạn Kim Na, chỉ cần tôi chỉnh một chút là bơi người cá đúng kỹ thuật ngay. Mặc dù còn hơi yếu nhưng mà như vậy đã đạt yêu cầu rồi. Thế giới càng ô nhiễm thì bệnh tật càng nhiều, nhưng thành người cá thật sự rồi thì sẽ không còn lo sợ bệnh tật nữa, mà cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh. Mục tiêu của câu lạc bộ tiên cá trong năm 2018 là Tuy Un sẽ không trực tiếp dạy bơi người cá cho những bạn chưa biết bơi nữa, mà tiết kiệm năng lượng để phát triển các chương trình bảo vệ động vật của chúng ta. Mỗi người cá sẽ được Tuy Un cho làm một đại sứ bảo vệ động vật, và đang có rất nhiều thú vật chờ đợi sự giúp đỡ của các bạn người cá đấy nha. Nên các em hãy cố gắng tập luyện lên đó. Rồi, bạn Kim Na bơi tốt lắm, nhưng mà cái động tác của bạn về tay chưa có dứt khoát. Bạn làm cái động tác tay tới đây nó bị khựng lại, bạn phải đưa thẳng ra phía trước chứ, đúng không? Bạn về tới đây bạn bị rụt tay rồi. Kéo nước, đẩy nước rồi đưa thẳng tay về phía trước nha. Nhớ nha. Bạn có thể bơi tiếp qua bên kia được chứ. Rồi, bơi về bờ bên kia ha. Nhớ nha, động tác tay cho đúng ha. Giỏi lắm à. Hiểu với các bạn, đây là lò đào tạo người cá của Tuy Un. Dù bạn biết bơi hay không biết bơi vậy,
thì cũng phải vô cái lò đào tạo này mới có thể trở thành người cá chuyên nghiệp được thế giới công nhận. Bởi vì tôi là người cá đã được thế giới công nhận, nên các đệ tử người cá của tôi cũng sẽ được cái công nhận đó thông qua tôi. Các kỹ thuật bơi của bạn người cá này hầu như là tốt rồi nè, chuẩn bị có thể thi sự kiện người cá cùng với các bạn khác. Em bơi tốt lắm á, em có muốn được làm người cá quốc tế giống Tion không? Làm người cá quốc tế phải học bài bản, mình sẽ có thể đi làm việc được ở nước ngoài. Nhưng mà bây giờ thì em tiếp tục tập luyện cái này. Cái tay của em chưa có đúng cho lắm nha, nên cái tay mình kéo nước cho đúng nha. Kéo tay mạnh, ấn nút xuống, đưa thẳng tay ra phía trước, dứt khoát ha. Lắc đuôi, đếm 1, 2, 3, rồi mới được thở ra bằng mũi, thở nhẹ thôi nha, không được thở nhiều nha. Rồi tập tiếp đi, bơi qua bên đây, rồi hoành về. Là xong chương trình, Tion hướng dẫn em hôm nay. Tion cũng phải tập luyện đây. Wow, thêm một người cá khác đến hả? À không phải là người cá, mình nhìn lộn. Bạn là người gì? Người ớt hả? Người ớt, chừng nào làm người cá? Dạ, em không biết hả? Hình như là em phải tập sải mới làm người cá được. Wow. Rồi vậy em tập luyện tiếp đi, Tion cũng đi tập luyện này. Tion phải nâng cao khả năng nín thở của mình lên ở dưới nước nữa. Em nhớ anh hãy nín thở được tới mấy phút rồi mà, 50 phút rồi mà. Nhưng mà Tion vẫn phải tập thường xuyên, mình không có bỏ được em. 50 phút lận. Nè, có người đứng tới nè. Nhìn đi. Đứng tới đó, nhìn đi. Nhưng mà Tion phải tập luyện. Nhìn đi, cao lắm đó, nhìn xuống đi. Người đứng tới luôn á. Các bạn người cá kia đâu rồi, Tion phải đi bơi. Bên này nè, người cá mình nè. Người, bạn này mà người cá gì, nồng nọc quá, giờ này còn chưa. Giờ này còn đeo phao nữa. Gì hả? Rồi. Đây người cá đây nè. Người cá Kim Na nha. Bạn này tên là Kim Na nha các bạn. Người cá Kim Na. Bơi về. Tay của bạn người cá Kim Na còn hơi bị yếu, nhưng mà không sao, tập luyện dần sẽ mạnh hơn.